Vâng, chào các bạn. Hôm nay sẽ làm clip về con đua Knack 2 này. Để xem nó sẽ đấm vỡ mồm cho thằng luôn. Đồ nàn. À, nhìn ôi, thanh niên mong lốp. Nhìn mách. Rồi, đâu rồi, thịt đâu rồi, ôi, lập thịt thế. Đấy. Thanh niên này cắn mất máu nào. Ô, cái Deeper Black giết à? Đây, đây, thanh niên ạ. À? Sẽ đâm nhảy ạ. À? Đây này, thấy chưa? Ê. Ôi. Tập đua IAS là chịu. Ô, có chấm. Nghi vẫn lều. Ô, ảo diệu ấy nhở. Một chiếc mới quân của già ai mãi kia. Lơ sở, lơ sở. Ui, thanh niên móc, mẹ nó, cay. Không, thanh niên móc. Thằng này làm thằng đây, thằng vừa giết mình đây. Ơ sợ à. Thằng vừa giết mình mà đã trả thua được. Ô thịt rẻ nó đang gì. Kém bắt đầu rồi, nó kém thân luôn. Nó lùi thua. Bác người ta thoát mắt rồi. Kéo. Bác giáo trưởng thoát này. Đâu rồi. Trưởng thoát đi. Đâu rồi. Con nó thoát ra, nó thoát bổ. Nào bác đấy. Thôi. Ôi trời ơi, quá bình thường rồi à. Quá bình thường là ổn nó. Ô tốp à, cái tốp kìa. Tốp này. Ôi trời. Ô, 4 kill rồi. Tiếp tục 5 kill rồi. Quá hức cấu. À mắt trưởng. Một phát lên 17 kill. Cần lắm mà thanh niên. Leo top. Đây đây thanh niên. Dao là. Dao là dè này. Móc. Ôi chết rồi. Lấm xịt con đây mới đau. Ôi thanh niên. Đây đây thanh niên vừa. Ôi chấm. Tao chưa mặn hồi sinh hẳn mà. Sao con đây lại chết được. Đấy, cái cu ơ chạy à? Có lơ gơ tơ. Bắt đầu mẹ mày xi phong lộ ấy. Bắt đầu xuống độ hẳn. Làm gì? Thằng Donald Trump chấm ảo đã trưởng. Con tạc cái bò. Nào, thằng Donald Trump. Chơi đẹp mà không kích vẫn tiến lại. Thanh niên Gen Z. Mấy thanh niên rồi những ba bóng lốp. Đấy. Làm lại cuộc đời à. Cần lắm một boy mẹ mình. Đấy. Đấm vỡ đi. Đấm. Ui chết rồi. 21-14 rồi. Cày thật. Mày lên sao? Chết mày này, mày làm gì đấy? Định móc lốp tao hả? Móc lốp tao thế là quá đủ rồi. Đấm vỡ mồm. Kennifer giết người. Thì là chuyên Kennifer, Tomato bảo ơi. Trời ơi, vỡ mồm. Đi, con mẹ mày double kill. Đúng rồi. Ôi dồi ôi. Đi ngay hẳn cái lưỡi dao của nó. Nhóc, nhóc. Cho ta xin lại tốt mà. Ây ạ. Ây ạ. À thì cứ tốt rồi. Thành cứ tốt rồi. Cái này tao lấy mua mà.
có sinh phần nào spay ở đây móc ơ đã đấm trước rồi mà. Tôi chết rồi, cái 3-2 kill rồi. Tưởng trận này lại chơi quả 30 mạng, 20 mạng. Vậy thế nên cái gì nữa nhỉ? Bị nó giết liên tục này. Ơ đáng tốc xuống tốc này ngại quá trời ơi. Trời ơi, trời ơi, vỡ mồm. Nhử ơ. Ơ. Chuyện đéo nào nhỉ? Nhục vãi trưởng. Đặc biệt lại giết giết à, cái gì giết mình hơi bị nhiều đấy. À thằng này rồi này ơi 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 cái mẹ mày đang chém cái kia mày chém hú. Ơi 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 ôi trời ơi muốn kêu à, bắt đầu lấy lại mẹ cái gì đã mất có lên 4 phút nữa thôi. Lại móc rồi. Nhìn bay như chim. Nhưng mà kì gái nhẹ. Ôi trời ơi, mẹ thanh nhân móc. Ê, vào kề lại được tốt rồi. Ô dê. Kìa. Nào vào đây. Vào đây đúng rồi, hay lắm. Đúng theo ý anh luôn. Mày thẳng nhiên ăn hồi của tao. Ăn hồi của tao. Ôi dồi ôi. Ảo quá. Chết rồi, sao được cái viên như này. S S cái tên quay. Loạn đấy. Loạn em mới chém thế nào được. Đông bao cây mình vừa. Quá đông không biết chém bao nhiêu người. Ô đù. 50 kill rồi. Đấy nè. Đạt mức 60 kill rồi. Ơ. Ơ. Dao là về để thanh niên răng gốc cân à dìu ôi giật rồi lên trời lại bị mất tốp rồi. Thanh niên kia quá sắp lúc mình ô xếp lại bị Donald Trump nó móc lốp. Rút mạng. Ngồi làm gì? Ây da. Thịt mẹ. Tìm con mẹ thì xúc vật, chết tao à? Quẩy lên. Sặc thanh niên.
anh rơi lại mắc lốp. Nào làm gì? Làm gì? Ô chết rồi.